Sáng 16 tháng 4 tại Hà Nội, Thứ trưởng Bộ Xây dựng Lê Quang Hùng đã có buổi làm việc với đoàn công tác đến từ Cuba do ông Pedro Armando Milian Marante, Thứ trưởng Bộ Xây dựng Cuba làm trưởng đoàn. Tại buổi làm việc, Thứ trưởng Bộ Xây dựng Cuba mong muốn các cục vụ viện trực thuộc Bộ Xây dựng và công ty Dinvai Cuba sẽ có sự phối hợp chặt chẽ hơn nữa trong việc trao đổi kinh nghiệm quản lý và giám sát công trình xây dựng, nhất là về vấn đề chuyên môn nhằm hỗ trợ giải quyết những khó khăn vướng mắc trước mắt về tư vấn quản lý, giám sát công trình, thông tin chủ đầu tư và đơn vị thi công. Bên cạnh đó, Thứ trưởng Bộ Xây dựng Cuba đề xuất với Bộ Xây dựng Việt Nam sẽ có các chương trình đào tạo ngắn hạn về chuyên môn nghiệp vụ nhằm bổ sung kiến thức, các thuật ngữ ngành xây dựng bằng tiếng Việt cho các chuyên gia phía Cuba để trong quá trình làm việc có nhiều thuận lợi hơn nữa. Phát biểu tại buổi làm việc, Thứ trưởng Bộ Xây dựng Lê Quang Hùng đã bày tỏ niềm vui mừng trước mối quan hệ hợp tác đặc biệt Việt Nam-Cuba và nhất trí với các đề xuất mà Thứ trưởng Bộ Cuba đưa ra. Bộ Xây dựng Việt Nam sẵn sàng chia sẻ với Bộ Xây dựng Cuba về kinh nghiệm quản lý và phát triển ngành xây dựng trong thời kỳ đổi mới như phát triển nhà ở, khu đô thị, tư vấn thiết kế xây dựng công trình, quản lý chất lượng công trình xây dựng, ứng dụng công nghệ trong thi công, sản xuất vật liệu xây dựng và các nội dung hợp tác mà hai bên cùng quan tâm.